Ngày 28 tháng 2 năm 2019, huyện Cam Lộ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác lao động thương binh xã hội năm 2018, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Cam Lộ tập trung quản lý, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách bảo đảm an sinh xã hội theo các chương trình kế hoạch về giải quyết việc làm, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, giảm nghèo, chính sách ưu đãi đối với người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và các hoạt động xã hội khác, góp phần ổn định tình hình chính trị xã hội tại địa phương. Trong đó, đã giải quyết việc làm cho hơn 1.200 lao động, mở 15 lớp đào tạo nghề, giải quyết chi trả trợ cấp hàng tháng cho hơn 1.000 đối tượng với số tiền 1,57 tỷ đồng trên tháng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những khó khăn vướng mắc cần giải quyết, đồng thời thống nhất mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2019 với các chỉ tiêu giải quyết việc làm mới cho 1.200 lao động. Chọn 3 xã làm điểm nhấn mô hình về xuất khẩu lao động, tiếp tục triển khai thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 0,56%, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân. Nhân dịp này, huyện Cam Lộ đã trao giấy khen cho 3 xã phù hợp với trẻ em năm 2018 là xã Cam Nghĩa, Cam Hiếu và Cam Thủy. Khen thưởng 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ngành lao động thương binh và xã hội năm 2018.